Một bộ phim chiếu rạp thế nhưng có tới tận 7 cái kết, và cái kết nào xảy ra sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào khán giả. Và năm 2022, lần đầu tiên tại Việt Nam, người yêu điện ảnh được trải nghiệm phim chiếu rạp tương tác Let's Sleep, Phi vụ nửa đêm. Nhân vật chính trong phim là Matt, một sinh viên tài năng bị lôi kéo vào vụ cướp có vũ trang. Và món đồ mà nhóm cướp nhắm tới đó chính là cổ vật gốm sứ vô giá nhà mình. Đứng trước rất nhiều ngã rẽ, Matt sẽ phải làm thế nào? Chọn cách phá tim hay nương theo kế hoạch của tội phạm? Anh chàng nên chạy trốn hay là đầu hàng? Matt nên im lặng hay là tranh luận với một nhân vật khác? Những lựa chọn của khán giả tại rạp thông qua điện thoại được kết nối với phòng chiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Matt lúc này. Matt là người hùng hay phản diện trong câu chuyện thì còn tùy thuộc vào chính bạn. Cho tôi xin 5 giây quảng cáo nhé. Vatisa chuyên cung cấp và sản xuất TVC hay video marketing. Vậy nên nếu cần thì hãy liên hệ ngay Vatisa nhé. Với tổng thời lượng lên tới 245 phút, tùy sự lựa chọn của khán giả mà thời gian phim thực tế sẽ dao động từ 65 đến 97 phút. Phi vụ nửa đêm có tổng cộng 180 sự lựa chọn trong suốt cả bộ phim với 7 cái kết khác nhau, trong đó chỉ có một cái kết tuyệt đối. The Los Angeles Times gọi Phi vụ nửa đêm là phim điện ảnh tương tác trọn vẹn đầu tiên trên thế giới. The Guardian gọi